Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trekkie Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo animation double tap để thả tim cho tin nhắn nhé Cái animation của mình nó sẽ hoạt động như sau Khi mình double tap vào thì trái tim nó sẽ bay từ dưới lên trên Đồng thời nó sẽ phóng to lên Và nó dừng lại một tí Sau đó nó mới bay từ trên xuống dưới và nó thu nhỏ lại kích thước bình thường Và sau khi trái tim nó animate xong thì cái hình tròn này nó mới dần dần hiện rõ lên và trái tim nó sẽ nằm trong cái hình tròn và khi mình double tap một lần nữa thì trái tim nó sẽ biến mất và lúc này nó sẽ không có animation gì cả ở đây mình đã có sẵn cái UI rồi thì nó cũng rất là đơn giản thôi mình có một cái touchable opacity nó bao gồm một cái image là cái avatar ở đây và một cái view để hiển thị cái text là like and subscribe to my channel và dưới đây có cái view hình tròn và một cái hình trái tim và mình định nghĩa style ở dưới đây mình có để link github ở dưới cái phần description các bạn cứ vào copy code ra cho đỡ tốn thời gian nhé có một điểm các bạn cần lưu ý ở đây là trên UI thì các bạn thấy là trái tim nó đang nằm bên trong cái hình tròn mà trong code thì nó lại nằm bằng cấp với nhau. Lý do mình làm như vậy là tại vì cái image và cái view nó có animation khác nhau. Trái tim nó sẽ xuất hiện để animate trước, sau đó thì cái hình tròn nó mới xuất hiện. Nên là mình phải tách biệt nó ra. Cái trái tim này mình chỉ muốn hiện nó khi nào người dùng double tap vào để thả tim. Nên mình cần phải có một cái state để mình lưu lại cái trạng thái là người dùng đã thả tim hay chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái state tên là is hearted. Cho nó default là false. Xong rồi xuống dưới mình sẽ check là is bằng true thì mình mới hiện cái trái tim ra còn không thì mình không hiện. Bước tiếp theo là các bạn phải làm sao detect được là người dùng đã double tap vào cái tin nhắn để mình xét lại is bằng true hoặc false. Thì để làm được chuyện đó mình phải tạo một cái ref tên là last tap mình cho nó bằng không. Rồi trong on press mình tạo một cái const là now tức là cái thời gian hiện tại. Và thêm một cái const nữa là delay là 300 ms Sau đó mình mới check if cái last tap này nó có giá trị và now mà trừ cho last tab bé hơn delay thì mình mới set is sorted và cái set is sorted thì mình ghi sai chính tả ở trên đây mình sửa lại mình set is sorted là not is sorted else last tab current bằng nào thì chính xác cái đoạn code này nó làm gì thì ý tưởng ở đây là mình sẽ lưu cái thời gian mà người dùng tab và cái message lần trước và lần này và mình so sánh cái khoảng cách nếu mà nó bé hơn 300 ms tức là đang double tap thì mình sẽ set lại cái trạng thái của is Herded. còn nếu mà nó lớn hơn 300ms tức là nó là hai cái tab riêng biệt thì mình sẽ set lại last tap current là bằng nào rồi mình tap thử các bạn xem bạn thấy nó đã chạy đúng rồi tiếp đến mình sẽ làm qua tới cái animation thì đầu tiên mình phải tạo một cái animated value trước nếu bạn nào chưa biết animation xài như thế nào thì các bạn hãy xem video hướng dẫn animated api trong react native của mình nhé mình tạo cái style cho cái animation của mình thì mình sẽ làm animation cho cái trái tim trước rồi cái hình tròn tính sau mình sẽ tạo constant là heart animation mình, sẽ sử dụng transform cho scale là animated value chấm interpolate nếu bạn không biết interpolate làm gì thì một lần nữa các bạn xem lại video hướng dẫn animated api của mình nhé như hồi nãy mình phân tích thì trái tim nó sẽ phóng to lên và nó dừng một xíu sau đó nó mới thu lại kích thước bình thường thì để làm như vậy mình phải cho input range là 0, 0.1, 0.8, 1. Output range là 0, 2, 2, 1. Tức là từ 0 đến 0.1 có một chút xíu là mình đã phóng to cái trái tim lên kích thước nhân đôi. Và mình vẫn giữ cái kích thước nhân đôi đó cho đến 0.8. Và từ 0.8 tới 1, một đoạn chút xíu cuối cùng thì mình cho nó quay về là một Rồi mình mới áp dụng cái Heart animation này cho cái trái tim của mình như đây. Và đây mình phải sửa lại là, là animated.image. Sau đó mình phải tạo một cái effect và mình gọi animated.timing tham số thứ nhất là animated value tham số thứ hai là true value thì is bằng true thì true value là một còn không thì nó là không duration là 1.5 giây và use native driver là true sau đó mình start cái animation của mình và mình add animated value và is vào cái dependency array rồi mình test thử tiếp đến là mình sẽ làm cho cái trái tim này nó bay từ dưới lên trên thì để làm như vậy mình sẽ sử dụng translate y mình copy ở đây ra cái Input Range mình giữ lại y chang như cũ, chỉ sửa lại là cái Output Range là bốn 40 thay vì là 2 Mình reload lại app chạy thử lại Tiếp theo mình tạo Animation Style cho cái Heart Circle Thì cái này nó đơn giản thôi, mình sử dụng Opacity và mình cho nó bằng Animated Value Rồi mình áp dụng cái Style này vào cái View dưới đây Và mình sửa lại thành Animated.View Thì thoạt nhìn các bạn tưởng là cái animation của mình đã chạy đúng rồi Nhưng thực ra nếu bạn để ý kỹ Thì khi bạn double tap thiệt là nhanh Thay vì trái tim của mình đã đi từ dưới lên trên Thì lại nằm sẵn ở trên và nó đi xuống dưới Thì lý do là tại vì khi mình đang hiện trái tim như vậy Tức là animated value đang là một Sau đó mình double tap thì is shorted sẽ thành false Và trái tim của mình nó sẽ bị unmount đi Sau đó user effect nó mới được chạy Animated timing nó sẽ chạy từ 1 và 0 Nhưng trong lúc nó đang chạy thì bạn lại double tap để bạn thả tim nữa thì trái tim nó sẽ hiện lên và cái animation nó đang chạy giữa chừng này nó sẽ được apply vào trái tim luôn chính vì vậy các bạn mới thấy là nó đi từ trên xuống dưới thay vì từ dưới lên trên mình sẽ fix cái này bằng cách là mình cho if is holded bằng true thì mình mới chạy animated timing tới 1 còn else thì mình set value trực tiếp cho nó bằng không luôn chứ mình không chạy animation trở về không giống như là ở trên thì các bạn thấy là nó đã fix được cái vấn đề hồi nãy rồi nhưng nếu bạn spam cái nút này và bấm thiệt là nhiều thiệt là nhanh thì cái animation nó vẫn bị trục trặc thì mình phải làm sao tốt nhất là mình sẽ block cái hành vi này luôn. Mình sẽ tạo một cái ref tên là is animating. mình cho nó là false. Và xuống dưới đây, khi mà mình detect được là đã double tap thì mình check xem là nếu animation của mình đang không chạy thì mình mới set state lại. Còn không thì mình đừng làm gì hết. Và khi set state xong thì mình cho is animating bằng true tức là báo hiệu là animation đã đang chạy rồi. Rồi mình lên trên đây. Khi animation chạy xong rồi thì mình mới gọi cái callback mình set lại là is animating bằng false và dưới đây tương tự mình cũng cho is animating bằng false và mình chạy thử lại thì như các bạn thấy mình tap mình spam cỡ nào thì cái animation của mình nó vẫn chạy đúng nó vẫn chạy mực mà chứ nó không bị giật 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 giống hồi nãy